Thưa quý vị, cha mẹ định hướng ngành này nhưng con quyết chọn ngành kia là câu chuyện khá phổ biến của nhiều nhà mỗi khi vào mùa tuyển sinh. Phụ huynh rất thương con, mong muốn mang lại những gì tốt đẹp nhất cho con em mình. Nhưng trong nhiều trường hợp, con lại có đam mê riêng và chạy theo trào lưu để chọn ngành. Vậy thì làm thế nào để dung hòa trong suy nghĩ cũng như giúp con chọn ngành phù hợp, tránh chạy theo trào lưu? Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện cuộc sống ngay sau đây. Anh Trọng Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có con vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Anh khá lo lắng vì chuyện con chọn ngành không theo ý mình, sợ con chạy theo trào lưu, nghề nghiệp vất vả, bấp bênh. Cái khoảng thời gian chọn ngành là cái khoảng thời gian mà rất là áp lực đối với tôi và con. Tôi thì muốn hướng con theo ngành kế toán, còn con thì muốn theo ngành tổ chức sự kiện. Con tôi là con gái nên theo tổ chức sự kiện thì cực cho nó quá. Tôi và con đã trải qua tranh cãi rất là nhiều, nhưng mà sau đó thì tôi và con đã ngồi lại và trao đổi với nhau. Cuối cùng tôi quyết định là cho con theo học đúng với lại nguyện vọng của con. Xuất phát từ tình yêu thương con vô bờ bến, cha mẹ luôn hướng con đến những ngành nghề mình nghĩ rằng sẽ tốt nhất cho con. Có những bạn trẻ rất thành công khi được gia đình định hướng ngành nghề. Ngược lại cũng có những bạn phải học, làm việc ở những ngành nghề các bạn không thực sự yêu thích, dẫn đến lãng phí thời gian, tiền bạc của bản thân, gia đình. Khi bắt đầu con bước vào khoảng cỡ 12-13 tuổi thôi, là cha mẹ đã phải đồng hành để quan sát con và có những cái trao đổi với con, đặt câu hỏi với con về cái ước mơ và mục tiêu cuộc đời. Là vì con còn trẻ, con chưa có trải nghiệm nhiều thì con không có hiểu hết được á. Thì mình phải, cha mẹ phải đi đồng hành sớm như vậy để mà mình có thể định hướng lại cho con. Khi mà cha mẹ với con cùng đồng hành với nhau trong cái tiến trình từ cấp 2 lên tới cấp 3 thì khi đó con sẽ chọn nghề nào đó thì con sẽ trưởng thành chín chắn và hiểu biết. Mình muốn là truyền thừa cái nghề nghiệp truyền thống của gia đình thì mình phải truyền cái tình yêu đó vào cho con từ nhỏ. Còn nếu như mà con quá khác biệt, ví dụ mình là một doanh nhân mà con lại muốn đi con đường nghệ thuật hay là âm nhạc hay là họa sĩ, mà con đã có cái thiên khiếu về cái chuyện đó, con tài năng về lĩnh vực đó, mình cũng không thể nào gượng ép con đi vào con đường của mình được. Cha mẹ thường rút kinh nghiệm từ bản thân nên định hướng cho con các nghề ổn định, an toàn, không quá thách thức. Tuy nhiên con cái thường lại không muốn như vậy. Và điều đáng lo là có nhiều em chưa có sự cân nhắc mà chỉ biết chọn ngành theo trào lưu dù nó không phù hợp. Mỗi một cái bạn đều có cái đam mê riêng hoặc là có cái sở trường riêng hoặc là cái thế mạnh riêng của mình. Chúng tôi có lời khuyên đối với các bạn sinh viên, đặc biệt là trong những cái năm đầu tiên khi các bạn quyết định chọn nghề, chọn ngành, hoặc là trước khi các bạn tham gia vào một cái chọn nghề của một cái trường đại học nào đó, thì các bạn cần phải lưu ý. Thứ nhất là các bạn thích cái gì? Các bạn thế mạnh của các bạn là ở chỗ nào? Và cái niềm đam mê của các bạn trong cái việc cái ngành nghề đó nó còn thể hiện trong những cái câu hỏi, ví dụ các bạn cảm thấy mình mạnh nhất hoặc là các bạn cảm thấy là mình thoải mái nhất hoặc là cái niềm đam mê các bạn về lâu về dài đó là gì, thì nó có rất là nhiều những cái bài test để các bạn biết được cái thế mạnh của mình, cũng như những cái lời khuyên của thầy cô giáo, của các đơn vị tuyển sinh, cũng như là các chuyên gia, đặc biệt là các chuyên gia trong cái lĩnh vực ngành nghề, là những cái lời khuyên mà các bạn sẽ thấy rằng giúp cho các bạn trong cái việc chọn nghề nhiều nhất. Còn cái việc mà chúng ta lắng nghe ý kiến của bạn bè cũng là một kênh quan trọng, nhưng mà chúng tôi cũng khuyên rằng là chọn nghề theo bạn bè, chọn nghề theo cái trào lưu không phải là một cái quyết định sáng suốt nhất. Việc lựa chọn ngành nghề phù hợp để học tập và theo đuổi cả một quãng đường dài sau tốt nghiệp là vô cùng quan trọng, vì thế nên được cân nhắc kỹ. Nếu theo đuổi các ngành hot hiện nay có thể mang lại nhiều lợi ích, tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cái việc mà chạy theo những cái ngành nghề mà thứ nhất là nó là ngành hot, thứ hai là những cái thu nhập cao, nó không phải là cái gì mà sai cả, nhưng mà nó chỉ nó sẽ có những cái rủi ro tiềm ẩn trong tương lai. Chúng ta cảm thấy cái năng lực và cái thế mạnh của chúng ta không phải là trong cái ngành đó, cho nên trong một cái khoảng thời gian dài các bạn sẽ cảm thấy rất là lạc lõng và rất là dễ bị gọi là chán nản giữa chừng, bởi vì các bạn sẽ thấy là không tìm thấy cái niềm vui mà các bạn luôn luôn sẽ cảm thấy cái áp lực. Những cái nhà tuyển dụng khi mà người ta
là chọn những cái người trong cái ngành đó thì người ta thứ nhất là người ta cũng sẽ phải có những cái phần kiểm tra năng lực và luôn luôn có những cái KPI mà đôi lúc mà các bạn sẽ không không theo kịp. Đó là cái sự đào thải của xã hội, đặc biệt là trong 4 năm đại học có thể chúng ta đi theo cái ngành đó, chúng ta đã vào trong cái chuyên ngành rồi thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều cái nó không phải là thế mạnh và chúng ta rất là vất vả để đi theo tới cùng. Nó dẫn tới cái trường hợp là các bạn bỏ chuyển sang cái chuyên ngành khác ngay khi mà các bạn chưa chưa tốt nghiệp đại học. Và nó sẽ dẫn tới cái việc là các bạn tốn nhiều thời gian và tiền của để mà các bạn đi học cái ngành mà giữa chừng các bạn không theo tới cùng. Nếu mà các bạn không có sự dũng cảm để làm lại từ đầu, nó sẽ dẫn tới những cái trường hợp là các bạn nghi ngờ bản thân và sẽ ảnh hưởng tới cái tương lai dài lâu của các bạn. Có thể thấy công việc hấp dẫn xuất hiện theo nhu cầu thị trường ở thời điểm nào cũng có. Nhưng công việc đó sẽ phát triển đến đâu và như thế nào trong tương lai là điều không thể nói trước. Chính vì vậy các em cần phải thận trọng và cân nhắc mọi khả năng, đồng thời lắng nghe ý kiến từ nhiều kênh khác nhau để đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Thưa quý vị, cùng con chọn ngành luôn là vấn đề khiến phụ huynh đau đầu mùa tuyển sinh. Đặc biệt để tránh việc con chọn ngành theo trào lưu, phụ huynh nên đưa ra lời khuyên cũng như phân tích để con hiểu và có định hướng đúng đắn về nghề nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên cũng không nên can thiệp quá mức mà cần phải có sự tôn trọng suy nghĩ, đam mê của con để con luôn cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Đến đây thì câu chuyện cuộc sống hôm nay xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Six thế hệ mới hân hạnh đồng hành cùng chương trình.